Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với review Sovereign của Thoại 2K. Để hòa chung không khí với server NA sắp ra mắt Autoria Caster, hay còn được cả Master gọi là Castoria, thì trong tập review Sovereign lần này, mình sẽ chỉ ra tại sao Castoria lại là Sovereign đã đưa team art phổ biến đến như vậy. Đầu tiên là về thông tin cơ bản. Autoria Caster có lượng tấn công max là 10.546 và lượng máu là 14.406. Do là class Caster, khả năng hút sao của Castoria mặc định ở 50%. Castoria có bộ thẻ, một thẻ Quick, 3 thẻ Art và một thẻ Buster với thẻ Quick đánh 3 hit, thẻ Art đánh 3 hit và thẻ Buster đánh 3 hit. Khi vào chain thì sẽ đánh 5 hit. Từ đó cho thấy tuy khả năng tạo sao của Castoria ở mức yếu do chỉ có một thẻ Quick mà thôi, nhưng bù lại thì khả năng sạc MP của cô rất tốt. Bộ skill chủ động của Castoria thiên về hỗ trợ cho team, với skill 1 tăng tấn công từ 10 đến 20% trong vòng 3 turn và sạc MP từ 20 đến 30% cho toàn team theo từng cấp độ. Với skill 2, sạc MP từ 10 đến 20% và tăng tỷ lệ sạc MP từ 20 đến 30% trong vòng 3 turn cho một server trong team theo từng cấp độ. Còn skill 3 thì sẽ là tăng hiệu quả thẻ art từ 30 đến 50%, tăng sát thương đối với những kẻ địch có threat to humanity từ 30 đến 50% trong vòng 3 turn theo từng cấp độ, buff khiên bất toại cho một server trong team trong vòng 1 turn. Nếu mọi người có thắc mắc về những server có threat to humanity thì các bạn có thể xem ảnh đang hiện trên màn hình nhé. Về bộ skill bị động thì cô sẽ có 4 skill, với skill thứ nhất là tăng khả năng kháng debuff 20%, skill 2 tăng hiệu quả thẻ art 12%, skill 3 tăng sát thương chí mạng vào thẻ art 10% và skill cuối cùng là tăng khả năng kháng sát thương chí mạng 20%. Về Noble Phantasm thì khi sử dụng NP, Autoria Caster sẽ có hiệu ứng như sau. Thứ nhất là tăng tấn công từ 30 đến 50% trong vòng 3 turn tùy theo cấp độ NP và xóa debuff cho toàn team. Hiệu ứng Overcharge của cô sẽ là cho toàn team khiên trắng kháng mọi sát thương từ kẻ địch trong vòng 3 turn. Tùy thuộc vào chỉ số Overcharge mà bạn sẽ có thể kháng số hit mà bạn phải nhận. Ví dụ khi dùng NP, Overcharge của bạn ở mức 100% thì khiên sẽ chỉ kháng được một hit. Hiện tại thì sẽ không có cách nào để phá được khiên trắng của Castoria, chỉ còn cách xóa buff thì mới có thể phá được. Từ bộ skill của Castoria, ta có thể thấy cô thiên về làm hỗ trợ cho team, với khả năng sạc NP của một server lên đến 50%, rất thuận lợi để mang đi vào các đội hình farm 3 turn của team Art hiện nay. Các đội hình phổ biến đi farm 3 turn thì ta có thể kể đến là Percival, Metralis, Musashi, Lonely Vinci, Senji Muramasa hay Jason, và mang những CE tăng đam NP, sạc MP trên đòn đánh hoặc tăng hiệu quả thẻ art. Và lưu ý rằng tất cả các servant chain cần phụ thuộc vào tài nguyên của mỗi người, nó chỉ mang ý kiến cá nhân mà mình đã sử dụng mà thôi. Vậy nên hãy chọn những servant và CE mà bạn có để phù hợp với đội hình nhé. Tuy vậy, Castoria không chỉ khỏe ở việc giúp team đi farm, như đã phân tích ở phần skill cũng như NP của cô, thì ta có thể thấy khả năng sạc NP liên tục cho đội hình cũng như tạo khiên trắng liên tục của cô. Và điều đó khiến cô trở nên rất tốt khi đi nhây với đội hình tăng overcharge và sạc NP liên tục. Tuy vậy thì team nhây khi có Castoria sẽ không hề rẻ. Thường thì sẽ phải có Merlin đi kèm để có thể tăng khả năng hồi NP, cũng như là hồi máu nữa. Đây chính là điểm yếu chí mạng của đội hình nhây. Và như vậy, ta có thể xếp đội hình như sau. Merlin, Castoria và một servant có khả năng tăng overcharge cho Castoria như là Himiko. Morgan không thì có thể dùng Mage để thay thế, dù không có buff overcharge, tuy nhiên lại có khả năng tăng phòng thủ cho toàn team. Với CE thì có thể mang những CE sạc MP mỗi turn, hoặc bạn có thể đem CE Bond của Castoria giúp tăng tỷ lệ sạc MP và tăng attack cho toàn team. Như vậy, mọi người có thể thấy Castoria đã giúp cho team Art hồi sinh như nào rồi đó, vừa support cho việc farm tốt và đi đánh những trận boss lớn cũng rất thuận lợi. Trong clip thì sẽ không thể tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý dưới video nhé. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe, và nhớ là nhấn vào chuông bên dưới để biết khi nào channel ra video mới hay những buổi livestream trên kênh Thoại 2K nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình là Leo, xin chào và hẹn gặp lại ở các clip sau.